Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, ngày hôm nay mùng 4 tháng 5, học sinh trên cả nước đã đồng loạt quay trở lại trường. Niềm hân hoan, niềm vui sướng đã hiện rõ trên khuôn mặt của cả thầy và trò. Do tình hình dịch bệnh vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, nên ngày hôm nay, công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo khoảng cách của học sinh khi đến lớp vẫn được chú trọng đặc biệt. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại Vĩnh Phúc. 6 giờ 30 phút sáng, tại cổng trường tiểu học Sơn Lôi A, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều học sinh đã có mặt tại trường với tâm trạng háo hức sau thời gian dài nghỉ học. Tất cả các em đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và xịt nước rửa tay khi đến trường. Hôm nay thì các con được trở lại trường thì tôi là phụ huynh của các con thì tôi cảm thấy rất là vui ạ. Bởi vì là sau mấy tháng nghỉ dịch ở nhà thì các con đến trường, các con cũng rất là vui. Các con háo hức từ hôm qua đến nay là đi học đấy ạ. Khi quay trở lại trường thì cháu rất là vui. Có hôm thì cháu ngày nào cháu cũng mong là đến trường để được gặp lại thầy cô và các bạn. Và khi đi học thì cháu có một lưu ý là chúng ta nên sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang trước khi đến trường ạ. Sau khi quay trở lại trường thì cháu cảm thấy rất là vui khi được gặp lại các bạn và thầy cô. Đặc biệt là bọn cháu được học tập vui vẻ trở lại như thường ạ. Em háo hức được gặp lại bạn Tuấn Anh ạ, vì Tuấn Anh chơi rất thân với cháu và cháu rất yêu quý bạn đấy và bạn đấy thường giúp đỡ cháu trong công việc hàng ngày ạ. Ngay sau khi đến lớp, học sinh nhà trường đã tham dự buổi chào cờ. Tuy nhiên, nhà trường không tổ chức tập trung mà các lớp sẽ tổ chức riêng trong lớp học. Giáo viên cũng hướng dẫn các em hát quốc ca và phổ biến một số nội dung phòng chống dịch bệnh trong thời điểm đến trường. Nhà trường thì cũng đã xây dựng kế hoạch để cho các con ôn. Thứ nhất là với dành cái tuần học đầu tiên này cho các con ôn lại các cái kiến thức mà các con đã được học qua truyền hình, qua online. Thế và giáo viên xây dựng kế hoạch để soạn bài để xem, rà soát xem học sinh mình hỏng kiến thức nào thì để bổ sung này. Kiến thức nào thì dạy mới và kiến thức nào bổ sung thì giáo viên cũng phải soạn bài chi tiết cụ thể để giúp đỡ học sinh và đảm bảo làm sao cho các con được ôn tập, được học kiến thức mới và để đạt được chuẩn cái kỹ năng kiến thức của môn học. Còn tại trường mầm non Sơn Lôi, hôm nay cũng có 580 trên tổng số 626 em học sinh quay trở lại trường học. Ngoài việc giúp các em quay trở lại nếp học tập như bình thường, nhà trường cũng đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh, nhất là việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ. Cái công tác bán trú của nhà trường thì cũng được chuẩn bị rất là chu đáo và đảm bảo cái công tác vệ sinh như là các cái đồ dùng, dụng cụ bán trú thì nhà trường cũng được vệ sinh rất là sạch sẽ, đặc biệt là bát thìa thì nhà trường được sấy hấp. Thế và ca cốc của các cháu, thế và trước khi ăn thì các cháu được súc miệng bằng nước muối. Đó. Thế và sau khi ăn cũng trẻ cũng được súc miệng bằng nước muối. Hiện tại để đảm bảo giãn cách trong tổ chức lớp học, tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các lớp học đã được chia ca sáng và chiều. Mặc dù chưa thể quay lại với nhịp độ học tập, sinh hoạt bình thường, nhưng với nhiều học sinh, việc được trở lại trường một thời điểm này là niềm phấn khởi, là động lực để hoàn thành nốt học kỳ giang dở.